Hello anh em, hello guys, welcome back my channel, em Hero đây. Lúc nãy thì mình có up clip ở bên kênh của Tali rồi, nhưng mà lúc đấy chỉ có 3 video của Bad Bunny thôi. Thì đây chúng mình vẫn còn là 3 Zplay của Bad Bunny nữa. Mình rất muốn là mình sẽ mang cái Zplay này trên kênh của em Hero. Và cũng đây là lần đầu tiên mà mình làm clip về kiểu này. Vì vậy là nếu các bạn có những cái góp ý gì cho mình để làm những video này tốt hơn thì các bạn có thể comment để giúp mình phát triển hơn nha. Ok, và chúng ta sẽ đến vào Bad Bunny và Macarius, let's go. Cái deck của Macarius nó có một cái điều, nó chỉ có giáp thôi. Vì vậy là cái deck này mình nghĩ trên mình thiên về Bad Bunny đỡ tấn 70% và còn gọi là hard counter đấy. Trong cái matchup lần này thì Bad Bunny anh ta vẫn có thể sử dụng Goblin Gang để defend Hawk. Bởi vì là gần như ở trong cái matchup này Macarius anh ta chỉ có đẩy Hawk được vào thôi. Mota, anh ta muốn có được dam của Mota vào trụ thì gần như là khó. Rất là khó, bởi vì là bên này có cả Nai và Ice Spirit. Còn Nai sẽ đặt ở phía bên kia, còn bên này, Tesla cũng có thể đẩy lên. Anh ta có thể sử dụng được Tesla ở trong cái trường hợp này, bởi vì là anh ta có thể sử dụng Nai và Goblin Gang để defend Hawk ở trong tuần tiếp theo. Không hợp lý một chút nào trong cái tuần vừa rồi, bởi vì là cái đàn Minion Hawk ở trong matchup này nó rất dễ bị chết. Nó chỉ cần một turn của IC Grid nhảy lên cộng với lại đàn Goblin Gang thôi, đặc biệt là Goblin Spear cộng với lại sự support của trụ của bên Set Tower, thì đàn Minion Hawk trong cái bài này không nên thả. Mình nghĩ là không nên thả, mà thả nhiều hơn vẫn là Goblin Gang và Bat hợp lý hơn. Anh ta không có cách nào để giết được con Reset hoặc là Goblin Barrel còn Tesla rồi bắt bài Motor. Gần như trong cái bài này Motor vô dụng, bởi vì là đây là thẻ bài mà là Queen Condition nhưng bị bắt bài nhiều nhất. Cái quan trọng ở trong game matchup này anh ta cần phải sử dụng được một cái combo, đó là Hawk và Fireball. Tuy nhiên thì khi mà sử dụng Fireball thì không biết làm cách nào để giết được con Reset và hướng lên Goblin Barrel. Nên là cái matchup này cực kỳ là khó cho Macarius. Nhưng mình cũng xem sử dụng một Rocket để defend Hawk ở trong tuần vừa rồi, mình thấy là không hợp lý một chút nào. Anh ta có thể đặt Goblin Gang, nhưng mà có lẽ là dối quá. Bây giờ là Mota bắn vào trụ rồi, chúng ta có 2 hit từ Mota rồi. Đấy, Mota lượng máu bây giờ là cân bằng. Sử dụng Goblin Gang, có thể là một tên này Fireball được không? Macarius anh ta tiếp tục đẩy Mota. Làm thế nào để giết được con Freeset, có giết con Freeset không? Không. Macarius anh ta đánh rất từ từ. Đập đàn Bat và đàn Min hơi lỗi, Tesla đã giết được trong cái tên này rồi. Hop đẩy lên. Sử dụng thế nào đây? Một Nai và Goblin Gang, có Fireball không? Fireball rồi. Tuy nhiên không có một hit từ Hop. Reset ở bên kia, Goblin Spear đây rồi. Còn Goblin và Goblin Spear đã kịp giết được con Reset. Phải nói là Macarius anh ta cái matchup này anh ta bị counter, tuy nhiên thì anh đẩy quân của anh ta rất hay. Có lẽ anh ta cố gắng spam Bat và Minion Hawk. Bởi vì khi mà các bạn có một cái điều, đó là khi mà Bat Bunny anh ta chỉ cần bị đánh lạc hướng bởi con đánh lạc hướng con Preset hồi thì gần như là đàn Minion Hawk và Bat sẽ làm việc kỳ và hiệu quả luôn. Nhưng mà với sự support của Zetla và Ice Spirit thì gần như cái điều đó không thể. Lượng máu bây giờ là nghiêng về Bat Bunny. Đổi hướng sử dụng đến như thế nào đây? Fireball rồi, phải sử dụng Fireball. Tesla đây bắn đạn bắn được vào Mota rồi. Rất nhiều đam đến từ phía bên trái của phía set. Trong cái tuần này mình nghĩ là họ thả vô bên gang phía rất sâu. Mình dưới pin vì đừng hot vì fan vô bên gang. Tuy nhiên thì quá khó cho Macarius. Quá khó. Mặt trầm quá khó luôn. Thế là 175 mà chúng ta chỉ cần một Rocket và một Lock nữa thôi. Rocket đam cùng không, 175
nhớ những cái xuống như này. Đúng rồi. Good job. Nhưng phải nói là đáng tiếc cho Macarius, cái matchup này khó quá. Chúng ta sẽ đến vào Zoriax. Mình nhớ không nhầm thì Zoriax anh ta chơi Aegis Golem. Đúng rồi, chuẩn luôn. Và cái deck này thực sự rất khó để có thể thắng được Lockbait, bởi vì là Rocket sẽ luôn luôn sử dụng để kill con Electro Dragon. Cái matchup này nó sẽ thắng khi mà chúng ta giết được con Electro Dragon. Còn nếu mà không giết được Electro Dragon thì các bạn sẽ thua. Đó là cái matchup vậy. Bởi vì là cái lợi hại của nó đến từ cái Toon Reset của con Electro Dragon. Các bạn cũng không giết được con đấy thì gần như các bạn cứ xoay. Thả con nào chết con đấy. Như vậy là keyword ở trong cái matchup này là thế nào giết được con Electro Dragon. Làm gì thì làm. Tuy nhiên thì có một cái điều là trong cái turn này nguy hiểm quá. Anh ta Rocket hơi sớm và nó sẽ bị tách ra bởi con Goblin. Chặn lại được Canon Cat đi. Bởi vì con máy khi mà chỉ cần một turn mà nó lọt vào trong thôi thì rất nhiều đam. Lượng máu bây giờ là cân bằng. Không, nghiêng về khá nhiều cho Bad Bunny. Trong những turn vừa rồi, thực sự là Bad Bunny anh ta defend cực kỳ dẻo. Goblin Gang không có một thẻ bài nào để defend Goblin Barrels. Thông thường những cái deck kiểu này thì như Alice Golem thì thường nó sẽ có arrow. Một là arrow, hai là Barbarian thì chỉ một số vài người chơi thôi. Tuy nhiên thì trong cái phiên bản hiện tại thì Royak anh ta lại sử dụng Rare và Canon Cast. Giết được con Electro như thế nào đây? Các bạn cần phải tách được con Electro kết hợp với lại con tách cái combo này ra. Với lại con Battle Healer. Bởi vì là một con bơm máu và một con quay đi stun reset thì thực sự quá là bá đạo. Cộng với được support của mini tank đó là Alex Golem con. Rồi, Nai sẽ chặn được tên này thôi. Bad Bunny anh ta còn kiểm soát thêm thì tốt. Ra cái matchup này Bad Bunny anh ta nằm ở cửa trên, vì vậy là anh ta đánh chỉ cần anh ta kiểm soát được game đấu tốt thôi. Không phải mất quá nhiều quân defend để defend. Tức là khi mà các bạn defend họ được giữ lại được nguyên lực lượng là 50% thì gần như các con tiếp theo các bạn cực kỳ mạnh. Cộng với sự xuất hiện cũng tặng thêm 4 Nelly từ con Alice Golem nữa thì công tiếp theo của con của The Bad Bunny sẽ bị lợi hại. Gần như là không có đam luôn đến từ tấn công vừa rồi của Zodiac. Rocket không? Không, lần này ta để Goblin Barrel trước đã. Tornado trong tấn này là quá muộn rồi. Rất nhiều đam đến từ con Goblin Rocket đây rồi và nó well play. Ok, mặt trận đơn giản quá. Lúc nãy thì mình đã có up 3 Z-Play đến, trên kênh của Thali rồi. Vì vậy là trong này mình còn 3 Z-Play. Thì đây là một Z-Play cuối cùng đến từ player Trung Quốc này. Chắc là Pusher cũng đến từ nước châu Âu thôi. Hoặc là trước Nam Mỹ rồi. Nam Mỹ rồi. Chứ hầu như laptop player này toàn thấy là được thuê đánh, được thuê put. Ok, và chúng ta sẽ đến vào matchup này. Giant Double Print à. Có một cái điều đó là Bad Bunny anh ta có một lợi thế, đó là bên player Trung Quốc này anh ta không có một con không có một cái lock mà chỉ có một cái giáp thôi. Vì vậy là anh ta cần phải sử dụng Miner để móc lốp con Princess. Dùng Knight back được con Fizz và Goblin, con Duckry, con Trin và con Giant. Hợp lý, defend rất tốt. Chỉ mất một đàn gang thôi. Player Trung Quốc này anh ta cũng có một cái option nữa là anh ta sẽ dùng Miner để bắt một phim sex lộn được hợp lý. Có con Nai xuất hiện. Không. Có một cái option là có một cái option nữa để có thể defend Goblin Barrel, đó chính là dùng Equip. Ngày xưa chúng ta thấy là khi mà Equip drop xuống thì có thể chết được con Goblin Barrel khi mà under level một chút. Khi mà ngang bằng level thì nó không chết, chỉ có 1-2 hit gì đấy. Giáp rồi.
Tuy nhiên là khi chỉ cứ lock và cứ này thì rất dễ defend dễ rồi. Này có một cái điều đặc biệt đó chính là Bad Bunny ở trong cái matchup này anh ta cần phải xoay nhanh được con Nai, bởi vì là chỉ có con Nai này có thể chặn được gần như hầu hết được Queen và Dark Queen, và anh ta cố gắng sử dụng Goblin Gang để bao bọc cho con Vincent, tránh Miner bóc lỗ. Rồi Goblin Gang sở luôn cho đúng như mình dự đoán, đó là sử dụng Goblin Gang để bắt Miner. Bởi vì trong cái matchup này player Trung Quốc này anh ta không có một thẻ bài nào có giết được Vincent cũng đúng. Rồi em biết rồi, hợp lý. Cứ cầm Tesla như thế này, không biết là con Ryan đứng vào trụ kiểu gì đây. Miner đẩy lên, nhưng mà anh ta sẽ có tỉnh không, sẽ bị phạt đây. Fireball đây rồi, Fireball đây rồi thì lấy gì để defend Goblin Gang được. Goblin Barrel đây, rất nhiều đám người Goblin Barrel một phát ném vào, phải nói là giống như nhìn Sega Fall, nhìn đẹp dậy. Mình cũng rất hay ném vào trong cái vị trí đấy, cái vị trí gọi là đắc địa. Ở cái video trước thì mình có nói là khi mà bạn sử dụng combo preset cộng với lại Goblin Barrel thì các bạn có thể ném được, nên preset nằm ở vị trí này thì Goblin Barrel có thể ném ở vị trí cách ô phía sau 2 ô, thì khi mà sử dụng lock thì sẽ không chết tất cả hai mục tiêu, nó sẽ chỉ trúng một tim một mục tiêu thôi. Preset đẩy lên, cứ sử dụng Fireball để defend VSS như thế này thì anh ta sẽ lại bị rất nhiều đam đến từ Goblin Barrel. Tesla tiếp tục là Tesla, còn IC nhảy lên chặn được các Queen, một Dash Boot và VSS ở phía bên kia sẽ cần một cái lock nữa, con Nai nằm đây đã chặn rồi. Tí đẩy quân cực kỳ là nhẹ nhàng ở những matchup đơn giản như thế này, bởi vì là lợi thế là không có lock, và không có lock mà khi gặp lock bait thì gì? Các bạn đánh rất cực kỳ khó. Có rất nhiều thẻ bài để có thể reset được cái dash boost của con Dark Queen và Queen rồi trong matchup này. I see nó. Được rồi. À, lẽ ra là mình phải đảo lại cái mặt delay này, kiếm một cái delay khó hơn chép hơn cho vào trong clip này, nhưng mà ta delay mình được chọn được trong còn lại này nó dễ quá so cho với lại Babani và cái Tesla. Fireball không chết, chỉ có Spectre đánh cái đó rồi. Rồi hướng đáp hộ triple preset bắt the fuck. Ok, hihi, well play. Ok, và đây là clip đầu tiên mình làm bình luận như thế này, và nếu các bạn có những góp ý như thế nào thì comment bên dưới cho mình nhé. Lần sau thì mình sẽ cố gắng thử một lần nói tiếng Anh xem như thế nào, mình nghĩ là sẽ không tốt đâu. Ok, see you, bye.